quá. Giờ mà có quỵ nữa thì đủ bồ nè. Bà nội làm gì điền chép giật giật vậy? Đứa nó nghịch cầu dao hả? Có quỷ? Gì? Quỷ thiệt hả? Alo tụi bay, để cái đầu xuống rồi đi đâu thì đi. Trời, nó to như con heo vậy mà chúng dưới gầm ghế tối giờ không ai biết luôn á. Mày tới số rồi con, tao chính là phim chủ danh tiếng rồi ngời. Làm như bố mày sợ, chiến luôn. Còn một con nữa, đi tụi bay. Thèm, cảnh này ảo quá, em không đi đâu mấy đại ca. Cúc Hà, cho cắn yêu cái coi, để đó cho tao. Tay đâu mà nhiều vậy cho nội. Yếu mà cứ thích ra gió, có tao thể hiện nè. Cứu thằng cha này trước. Tiếp theo là chặt đầu con quỷ. Nobody.